Ví dụ như đây mình thấy đây, các loại ốc rất là nhiều nha. Ở đây bán giá tầm khoảng 20 đến 25 nghìn một dĩa nha mọi người. Chợ đêm ở đây thường bắt đầu ở khoảng 5 giờ đến 9 giờ đêm nha. Lúc này thì mọi người mình đang đi với mấy bà cô mình. Ốc ở đây ăn rất là ngon nha. Đây là chợ đêm Sông Cầu, mới thành lập ngay chỗ cầu Thị Thạc nha mọi người. Đây đây ốc bướm. Ốc đây phải ốc gì vậy bảy? Bảy. Ốc đi giống ốc câu nhảy, ốc nhảy em đi đực. Cái này chị bán mấy giờ vậy chị? 5 giờ là bán rồi đúng không? Học sao? Chơi và tham quan nha. Chỗ này là nằm chỗ trung tâm thị xã Sông Cầu nha. Mọi người cứ đi ra là thấy cái cầu Thị Thạc, rồi mọi người thấy cái đường cua xuống, rồi là mọi người sẽ thấy cái chợ đêm mà mình chạy dọc xuống hết biển luôn, là một chợ đêm luôn. Sau một hồi quay thì mình cũng đi về bàn của mình nha. Mình về mình coi thử cậu mợ mình với lại mọi người đã ăn gì chưa, để mình còn ăn thêm thử vài món ốc ở đây như thế nào. Công nhận nha, ốc ở đây ngon nha mọi người. Ăn cũng ngày nào cô còn bán ở đây hết hả cô? Rất là khí thế luôn nha. Sau khi ăn xong thì mình đi ra đây. Mình đứng mình ngắm thêm một tí. Đây, đây. Chờ tới lượt anh rồi. Cảnh điểm lung linh ánh đèn nha mọi người. sau khi đã ăn ốc xong thì mình đến đây mình ăn quán bún bò 5 đồng nha. Ở nằm bún bò này nằm trên đường Phạm Văn Đồng là gì vậy, giống mé con quá từ đang từ cái thời mình còn thì nó tầm khoảng 30 năm rồi nha. Bún bò này nó thơm rất là ngon. Ra quay bà chủ bán bún nha. Tô nếu mà vậy hả? Tô đặc biệt. Quán bún bò thì có tên là quán bún bò 5 đồng. Địa chỉ số bao nhiêu của mình thôi. Nói chung là nó cũng gần chợ đêm, đi ra một xíu. Chợ đêm mình đi vô một xíu. Đây, quán bún bò 5 đồng. Quán 5 đồ, bún bò 5 đồng. 150 tạm bánh đồng. Đây có các loại bún như là bún bò tái, bún bò răng, bún bò rồi mì Quảng nè. Đó, đây, đồ ăn đã lên rồi mình thấy. Rồi bún bò đó thịt xuyên.